Sáng nay, ngày 7 tháng 7, đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đến thăm làm việc với tỉnh Savannakhet, Lào. Cùng dự có Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet Vũ Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Đây là tỉnh cuối cùng mà đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng làm việc trong chuyến thăm và làm việc với các tỉnh Nam Trung Lào. Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, Santipharp Phonvihan chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, Santipharp Phonvihan đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn, thể hiện tình cảm, mối quan hệ kháng khích ngày càng đi vào chiều sâu của hai đảng, nhà nước và hai địa phương. Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, Santipharp Phonvihan cảm ơn sự hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng cho tỉnh Savannakhet, trong đó hỗ trợ về giáo dục và đào tạo đạt hiệu quả cao, chất lượng rất tốt. Cán bộ học sinh của tỉnh sau khi tốt nghiệp tại Đại học Đà Nẵng về nước phần lớn được tiếp nhận bố trí công tác tại các cơ quan đảng, chính quyền. Một số đã được đề bạt giữa các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các sở ngành quan trọng. Bí thư Tỉnh trưởng Santipharp Phonvihan đề nghị thành phố Đà Nẵng tăng cường trao đổi cấp cao, tạo điều kiện các sở ngành gặp gỡ, hợp tác trao đổi để học hỏi kinh nghiệm, tăng cường trao đổi phổ biến giáo dục cho giới trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị của hai địa phương, đặc biệt đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai địa phương hợp tác phát triển, phối hợp thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, duy trì lợi thế tuyến hành lang kinh tế Đông Tây để mang lại lợi ích cho lĩnh vực trung chuyển hàng hóa. Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, hỗ trợ dạy tiếng Việt, thúc đẩy giao lưu văn nghệ thể thao văn hóa hai bên. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và vui mừng được đến thăm tỉnh Savannakhet, nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào, trong đó có quan hệ giữa Đà Nẵng và Savannakhet. Đồng thời, thông tin tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng trong những năm qua cũng như 6 tháng đầu năm 2022. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất và đánh giá cao sự hợp tác của hai địa phương, trong đó đặc biệt là sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet và sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành tỉnh trong việc triển khai hiệu quả các chương trình, dự án trong thời gian qua. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng với tỉnh Savannakhet theo biên bản ghi nhớ trong giai đoạn 2018-2022 cơ bản triển khai đúng tiến độ, mang lại hiệu quả tốt, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bạn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị chính quyền hai địa phương tiếp tục tuyên truyền, quảng bá và gìn giữ văn hóa của hai địa phương, coi đây là giá trị mang tính cốt lõi. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, phát huy hết tiềm năng của hai địa phương, nhất là thương mại và logistics, kết nối được khu kinh tế Salavan với cảng Liên Chiểu. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hai nước Việt Nam-Lào, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, ngày 18 tháng 7 năm 1977, ngày 18 tháng 7 năm 2022. Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm 2022. Nhân dịp này, mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh Savannakhet sang thăm thành phố Đà Nẵng vào thời gian thích hợp. Chúc cho mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Savannakhet nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Tại buổi làm việc, hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực giai đoạn 2023-2027, gồm các lĩnh vực trao học bổng, hợp tác dạy tiếng Việt, hỗ trợ học tập kinh nghiệm ngắn hạn giai đoạn 2023-2027. Dịp này, thành phố Đà Nẵng đã tặng văn phòng tỉnh ủy, ủy ban chính quyền tỉnh Savannakhet và các sở ngành 30 máy tính bảng, hỗ trợ 500 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội.